Chào mọi người, hiện tại bây giờ là công an của tỉnh Hà Nam đang bao vây tôi rất là đông. Mấy chục tên công an, cả sắc phục lẫn thường phục, đủ các loại xe biển xanh, biển trắng. Thì cái vấn đề là trong cái thời gian này tôi đang khiếu kiện, đấu tranh, yêu cầu công an trả lại tôi điện thoại, băng vệ sinh và tất cả những tài sản đã cướp của tôi, kể cả xe máy. Và cái vấn đề, cái lần đầu tiên là công an mà vẫn chưa có giải quyết xong, đó là ông Thượng tá Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý, là kẻ trực tiếp chỉ đạo cho côn đồ đánh vào bụng tôi khi tôi đang mang thai bé Tài và cướp máy ảnh của tôi ngay tại cửa nhà tôi. Cho tới bây giờ là đã mấy năm rồi, bé Tài 4 tuổi rồi mà họ vẫn không có xử lý. Rồi cái việc mà công an, cảnh sát giao thông chặn xe của tôi lại khi tôi không vi phạm giao thông để cho an ninh thường phục đánh và cướp xe máy của tôi. Tiếp đến mới nhất đây là cái đơn của tôi về cái việc công an thành phố Phủ Lý, công an tỉnh Hà Nam và công an Hà Nội hợp tác với nhau dùng vũ lực bắt cóc, đánh đập và cướp tài sản của tôi ở trong đồn, bắt tôi đưa vào trong công an phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ấy, để rồi đánh đập và cướp tài sản của tôi. Trong đó là có điện thoại iPhone 5S, băng vệ sinh và rất nhiều vật dụng khác, vật dụng cá nhân khác của tôi. Hôm nay khi tôi đưa bé Phú đi học thì ok, khi tôi đưa bé Tài đi học thì mới cả ăn sáng ấy, thì đã bị công an cả mặc sắc phục lẫn thường phục của tỉnh Hà Nam đã bao vây chặn. Hiện tại mẹ con tôi đang ở trong nhà. Nếu như hôm nay tôi có bị bắt thì đó cũng là chuyện bình thường, bởi vì trong bất cứ một cái quá trình đấu tranh để đòi cái quyền căn bản của mình, đòi tài sản cũng như là cái quyền con người, luật pháp được công minh, thì bao giờ cũng có những cái sự rủi ro, mà đặc biệt là công an của Cộng sản Việt Nam hiện nay, đằng sau họ là có tòa án, viện kiểm sát, có nhà tù, có vũ lực, có sự độc ác, mà người dân chúng ta thì cần phải dùng cái trí khí của mình, dùng cái trí tuệ, cái sức lực và cái sự khôn khéo, cái sự nghị lực của mình để đấu tranh, đòi cái quyền căn bản của mình. Cái vấn đề là Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân Việt Nam thì công an Cộng sản họ lặng câm. Cái vấn đề Formosa xả thải, hủy diệt cái môi trường biển, hủy diệt cái dân tộc Việt Nam, công an Cộng sản họ cũng lặng câm. Bởi vì sao? Bởi vì chính đảng viên đảng Cộng sản là những kẻ rước những cái Formosa vào xả thải hủy diệt dân tộc Việt Nam này. Và tôi là một trong số những người đã đứng lên đấu tranh yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, yêu cầu chính phủ minh bạch thảm họa cá chết. Nếu như hôm nay tôi có bị công an bắt, có bị công an giết thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường trong cái guồng máy chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nếu như những cái người, mọi người mà quan tâm đến tôi thì hãy bỏ qua tất cả những cái việc mà quan tâm đến tôi, mà hãy dành cái thời gian đó để quan tâm đến vận mệnh đất nước, quan tâm đến cái vấn đề mà Formosa nó xả thải, quan tâm đến cái vấn đề Trung Quốc nó đang xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân Việt Nam, cũng như là đang có những cái vấn đề hán hóa, làm con người ta, người Việt Nam trở thành bị nô lệ của giặc Tàu. Nếu như chúng ta, người Việt Nam trở thành nô lệ của giặc Tàu thì tương lai vận mệnh của người dân Việt Nam cũng giống như là người dân Tây Cương hiện nay. Tôi không muốn điều đó xảy ra, chính vì vậy mà tôi phải đấu tranh. Và một mình tôi đấu tranh không thể nào mà đạt kết quả tốt được, mà cái này nó dành cho tất cả mọi người. Nếu như ngày hôm nay tôi có bị công an bắt hay công an giết thì mọi người cũng đừng có lo lắng cho tôi, mà hãy lấy tôi như là một cái viên gạch nót đường để mà tiếp bước cho quý vị, tiếp bước đấu tranh đòi cái quyền căn bản của mình, đấu tranh để bảo vệ cái môi trường sống trong sạch, yêu cầu Formosa phải cút khỏi Việt Nam, cũng như là đền bù thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Và đặc biệt nữa là cái vấn đề Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, hay là đất liền, hay là tất cả những cái khu trọng yếu của đất nước đang bị Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam hiện nay là cho Trung Quốc thuê, mượn, hay là các dự án gì của Trung Quốc nó vào đó, thì điều đó là tương lai của quý vị, bởi vì nước mất thì nhà tan. Vâng, tôi là một người bình thường. Tôi là một người phụ nữ đã từng bị công an đánh gãy chân, tôi rồi là đủ các thể loại rồi, nhưng mà cái mạng sống của tôi nó không quan trọng bằng cái vận mạng của đất nước. Vâng, chào quý vị.